Anh cực kỳ thích cái cách em chuyển biến flow. Nó rất là tinh tế, mặc dù nó chỉ là một chút thôi, nhưng mà nó để lại cái dấu ấn trong lòng người nghe rất là kỹ, rất là sâu. Xin chúc mừng em. Cái câu cuối cùng của bạn mình vô cùng thích luôn. Đó là cái câu: vì em đã vô tình cướp bông bò anh đi, phải cho anh lại một người bạn đời. Và đó là quyết định tại sao mình bấm chọn bạn. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều. Cái em thiếu đó là một người để cho phát huy hết tất cả các màu sắc còn lại của em. Và anh nghĩ là anh có thể làm tốt được điều đó hơn tất cả những người ở đây. Đó là lý do mà anh muốn em thuộc về anh. Anh nghiêng về Carrick nhiều hơn. Tại vì em đã có sẵn hình ảnh như thế rồi, thì Carrick có thể hướng dẫn em được nhiều thứ để tiếp bước được bước đường tiếp theo của em. Em thì nghĩ là bạn này sẽ phù hợp với Carrick hơn. Tại vì từ cái cách sử dụng ngôn từ cho đến cái tư duy, concept thì sẽ phù hợp với lại anh Carrick hơn. Mà Carrick thì suốt ngày cứ sốc nổi thôi, làm sao? Bây giờ tôi không biết là tiếc rẻ gì với người ta một cái đạp. Em làm sao vậy Carrick? Em canh thị người ta đẹp trai hơn em mà. Yeah. Cảm ơn cả bốn vị huấn luyện viên ạ. Cho tôi biết là điều gì đã lôi cuốn Suboy quyết định từ những phút ban đầu. Đầu của em có rất là nhiều thứ. Trong mắt của em cũng có rất là nhiều thứ. Em đeo cái mắt kiến không ai biết em muốn nhìn cái gì. Em nhìn rất lâu và em không nói, tôi sợ muốn chết luôn, tôi nói thiệt á. Thế giới có rất là nhiều cách nhìn. Nếu như mình mở tầm mắt, mở tầm mắt. Tôi thấy nha, là những thí sinh có nhan sắc làm cho giám khảo Suboy hơi khó ngồi yên đó nha. Và em là cái người mà hát cái bài mà lớp 13 đúng không? Đúng rồi ạ. Em hát về trường học mà nó ngầu hơn chưa bao giờ hết. Cho nên sẽ thấy là nếu như em muốn hiểu về cái trường học mà nó xa hơn, không phải chỉ có ở địa phương mà còn ở thế giới, em có thể. Em cảm ơn chị ạ. Sao? Sao là sao? Bình tĩnh đi cô gái. Còn ba người đàn ông chưa mở miệng đó. Carrick, còn em thì sao? Cái điều gì để làm em nhấn nhá cho nó phút cuối cùng? Thật ra em đợi gần hết nhạc em mới ấn à. Khi mà bạn đứng lên biểu diễn á, mình thấy giống như một Carrick Next Generation vậy. Có nghĩa là một cái phiên bản nó truyền tải từ cảm xúc truyền qua cái dòng rap của bạn. Và đến cái câu nhấn cuối cùng là nó động lại cô đặt hết tất cả những gì bạn muốn truyền tải từ mở bài cho đến thân bài. Và mình nghĩ đó cũng là lý do tại sao Dramatic lao từ ở trên lao xuống đây và đòi mình phải nhấn đạp lại cho bằng được. Thật sự bạn đã thể hiện rất tốt và có tình cảm của bốn huấn luyện viên ở đây. Cảm ơn bạn. Thế còn giám khảo, nếu muốn biết ý kiến của hai giám khảo về thí sinh này. Chắc là cái hành động chạy xuống và khích cho Carrick bấm chuông là cũng đủ để em biết là anh ấn tượng với cái khả năng của em như thế nào. Cách xử lý vần của em rất là thông minh. Và những cái lời mà em sử dụng, những cái ngôn từ nó nghe ngây thơ hồn nhiên nhưng mà nó rất là hiệu quả. Lại còn đẹp dai, sáng như này nữa, bảo sao trắng mà Suboy dãi rớt các thứ chảy hết ra. Em thực sự là sẽ là một full package. Một đối thủ thật sự rất là đáng gườm trong cuộc thi này. Nhưng anh hỏi thêm một câu nhé. Em quen rap về trường lớp thì em có thể làm được thêm nữa nhiều không? Chị ơi, vì sao mà mấy cái rap về trường lớp là vì chính con người của bạn đó đang ở trong đó. Và tôi tin là khi mà bạn ấy đi tới bất kỳ đâu bạn cũng có thể rap được. Như em đã nói là lớp 13 là một bài mà đầu tiên em cho ra mắt. Từ trước đấy em đã viết rất nhiều demo rồi, đa dạng chủ đề ạ. Em thì nghĩ là bạn này sẽ phù hợp với Carrick hơn. Tại vì từ cái cách sử dụng ngôn từ cho đến cái tư duy, concept thì sẽ phù hợp với lại anh Carrick hơn. Mà Carrick thì suốt ngày cứ sốc nổi thôi, làm sao? Em muốn tìm một bạn mới hay là em muốn tìm một bạn Carrick thứ hai? No. Không, bạn này sẽ không thể nào trở thành một Carrick thứ hai được. Bởi vì bạn ấy đã là một bản thể chuẩn của bạn ấy rồi. Nhưng mà Carrick sẽ có những cái góp ý về ngôn từ, về kỹ năng cũng như là về cách truyền tải. Anh thì anh đang muốn phát triển hơn cho bạn ấy về những chủ đề mới, nội dung mới. Thì anh nghĩ là Suboy đảm bảo được không? Chắc chắn. Anh muốn cho em tự lựa chọn. Ok. Bây giờ là quyền quyết định của em. Trời, ta lên hốt về luôn kìa. Đó, cái gì vậy? Sợ tình yêu. Dễ sợ thiệt chứ. Bây giờ nè, bi kịch cho những người vội vã là như thế này nè em trai. Là khi người ta lên đứng kế bên em mà em nói cảm ơn chị đã lên đây, chị cứ đứng đây để em mời thầy em về.
Kim về thẳng bên Carrick cái đoạn đó mới là cái đoạn đau lòng nhất nè. Em vẫn có quyền, đó là cái sự lựa chọn cho chính bản thân em thôi. Ok. Có người chờ đợi. À có người chờ đợi. Ok. Và bây giờ trong lòng em khi mà em đến đây em vì ai? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Em quyết định chọn chị Suboy ạ. Chọn chị Suboy ạ. Chúc mừng em với đội Suboy. Vẫn là em với lại cái cách gieo vần rất là khó lường của em. Không thể đoán được em để cái vần vào chỗ nào được. Nhưng mà cuối cùng nó work. Anh nghĩ là không chỉ riêng em. Trong khi mọi người đã biết mình là ai rồi và mình đã có sản phẩm ở trên mạng rồi, thì nó cần rất là nhiều từ bản thân mình để mình phải đứng ở đây để mình nghe những lời nhận xét của người này, người kia. Và anh muốn nói với em là em đến đây là em chỉ có nhận thêm thôi, em không mất đi điều gì hết. Và anh cảm ơn em vì điều đó. Dạ, dạ em cảm ơn anh ạ. Cái điều thú vị đó là cách bạn chọn cái bài hát này rất là thông minh. Trong bài nhạc này nó có quá nhiều thứ để khen, không biết phải khen cái gì trước. Tại vì bạn đã đưa một cái màu sắc khác, hoàn toàn một cái góc độ nhìn khác khi mình đưa vào cái bài hát này. Cái câu cuối cùng của bạn mình vô cùng thích luôn. Đó là cái câu: vì em đã vô tình cướp con bò anh đi, phải cho anh lại một người bạn đời. Và đó là quyết định tại sao mình bấm chọn bạn. Dạ em cảm ơn rất là nhiều ạ. Oh, Huawei thích cái nhịp điệu và những cái hình ảnh tương phản mà Lăng LD đưa ra. Huawei hy vọng là Lăng LD sẽ về với đội của Huawei. Đóa hồng duy nhất vẫn chưa lên tiếng. Người ta đã nói gì đâu nè. Cảm ơn anh Thành. Ở đây thì nhiều đàn ông hiểu cho nhau rồi, sư biết. Nhưng mà em có muốn nghe cái góc nhìn của phụ nữ không? Không lẽ người ta nói không? Sau khi em rap thì sư thấy được cái áp lực của cái người đàn ông là cứ phải chứng tỏ được cái sự thật lòng của mình đối với một cái gia đình. Mà khi mà em đi tới đây, mặc dù là ok mọi người biết em trong rap, nhưng mà gia đình người ta đâu biết. Và em chứng tỏ là cái tình cảm của em và hơn nữa cái sự cố gắng của em. Bởi vì nếu mà chỉ có nói không mà không có hành động á, thì nó cũng không có nói lên gì nhiều. Đó, bởi vậy chị mới phải chọn thôi. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, giám khảo chúng tôi hội ý, họ thường kề sát môi vào tai nhau, có vẻ rất là gần gũi và thân mật. Một người mà có tài năng như bạn thì rất là khó để có thể lựa chọn huấn luyện viên phù hợp. Tuy nhiên thì mình cũng phân loại được ra dần dần rồi. Mình tạm gọi bên này là bên màu sắc cuộc đời, bên này là một màu sắc thăng hoa và mơ mộng. Yếu tố thăng hoa mơ mộng bạn đã có đủ rồi, nên là hai anh em đang lăn tăn bên này thôi. Anh nghiêng về Carrick nhiều hơn. Tại vì em đã có sẵn hình ảnh như thế rồi, thì Carrick có thể hướng dẫn em được nhiều thứ để tiếp bước được bước đường tiếp theo của em. Huawei thì lại trau dồi thêm cho em về cái phần hồn của nghệ sĩ theo một cách khác. Và cái quan trọng thì chúng ta nên chọn người nào? Em trả lời à? Không, anh đang nghĩ. Và 3 2 1 Huawei. Em xin cảm ơn ạ. Mình hứa sẽ cố gắng trong phần thi tiếp theo của mình. Hãy ủng hộ cho Lăng LD và Rap Việt vì channel. Và đó là Ricky Star. Khi tôi nghe cái bài của bạn là tôi cũng thấy thật sự phấn khích. Tại vì cái nhịp bạn nó rất là biến hóa, và nó biến hóa trên cái sự cảm thụ âm nhạc cực kỳ tinh tế. Bạn lại có cái phong cách trình diễn nó cực kỳ chuyên nghiệp, nó rất đầu tư, nó rất nghiêm túc. Và đúng như cái lời bạn nói là muốn một lần được biểu diễn trước những đồng nghiệp tầm cỡ của mình để biết mình cỡ nào. Dạ em cảm ơn. Cuộc thi đã bắt đầu đấy, tỷ thi đấy. Xin cho hỏi những chiếc nón này có ý nghĩa như thế nào với các vị huấn luyện viên ạ? Xin mời. Anh xin phép nói trước, anh rất là thích trước tiên là cái sự khiêm tốn của em. Bản thân cái dòng nhạc này nó đã là một cái gì đó khác biệt rồi. Mà em ở trong này em đã là khác biệt ở trong những cái khác biệt đó nữa. Trong khi mọi những người khác, kể cả anh đây, thì mình cố gắng mình mặc những cái đồ lèo lẹt hoặc là hip hop, thì em lại đi chân đất lên với cái khăn rằn. Trước khi thấy em hôm nay, anh đã biết trước là em đã lột tả cái sự chất phác của cái đời sống bình thường ở miền Tây rất là thành công rồi. Và hôm nay em lại tiếp tục xuất hiện với cái hình ảnh này nữa làm anh rất là phục. Còn về âm nhạc, cảm ơn anh. Cho tới thời điểm hiện tại, đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất. Hands down. Vicky ơi, cái bộ đồ đó nó hợp với cái quạt này nè em. Dù. À hi hi. Em á,
Em yêu thương ai em cho tôi thấy cái sự chân thành của em một tí. Chứ không phải lâu lâu em nói ở cái này hợp cái này nè. Không ai hợp bằng chị đâu. Em đang chờ Carrick nói để cho em hạ bệ hết em rồi cả ba. Em hốt cái hội chót đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, Carrick nói đi cưng. Đầu tiên là em đã chọn một cái chủ đề nó quá thông minh. Tuy nhiên đó là một chủ đề khó chứ không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được. Và em là một người khai thác rất giỏi. Bên cạnh đó nữa là anh cực kỳ thích cái cách em chuyển biến flow. Nó rất là tinh tế, mặc dù nó chỉ là một chút thôi, nhưng mà nó để lại cái dấu ấn trong lòng người nghe rất là kỹ, rất là sâu. Xin chúc mừng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Mời em hốt hồi. Em ơi, em đại diện miền Tây. Và cái chuyện Bắc Kim Thang là cái chuyện mà lâu đời tới nỗi mà chị không nghĩ là ai cũng hiểu vì sao nó có cái bài hát này. Nó nghe rất là lạ. Chú bán dầu qua cầu mà té là tại sao? Có ai biết câu chuyện này không? À, chị có thể coi Quỳnh Lập kể chuyện ma tập 3 chị nha. Thay vì là chị coi một mình chị thì em có thể cùng chị show với tất cả những cái người khác mà không phải là chị có ở địa phương, không phải chị có ở Việt Nam về những cái câu chuyện như thế này hay không? Ý em nói là không chỉ ở Việt Nam. Em đang dụ người ta ra ngoại quốc hả? Đâu có, tức là thời buổi bây giờ là toàn cầu hóa rồi. Cho nên em đi đâu thì Ricky Star thì vẫn sẽ là Star. Thấy ghét không? Ý là nói là để chị đi mấy cái liên quan quốc tế đồ, chị kéo em theo kiểu. Dạ không, thực ra thì em với chị Superboy có một kỷ niệm mà đã thay đổi em và cả nhóm của em luôn. Thì lần đó là tụi em đi show diễn lần đầu tiên của OTD. Thì mấy cái anh ban tổ chức bên đó thì không có chỉ chỗ cho em vô cái phòng của nghệ sĩ mà ngồi. Thì phải tụi em phải đứng ở ngoài đó. Xong cái chị Su đi vô, dắt một mạch đi vô trong phòng artist ăn uống tiệc tùng trong đó luôn. Từ đó về sau thì OTD tụi em luôn tôn trọng những người nào mà cứ đứng sát cánh gà của tụi em. Tất cả đều là đồng đội của tụi em hết. Chị 13 là đây. Nhưng chúng ta cũng phải lắng nghe hai người giám khảo để xem họ nói gì. Romantic phải gọi đây không phải là một bài thi, đây là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo được trình bày rất là thông minh, rất là chặt chẽ và rất là may mắn khi không phải quyết định gì cả. Bởi vì chỉ việc ngồi đây và thưởng thức thôi, bạn đã làm rất là tuyệt vời rồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Đại khái là kiểu đa mắt đa tai, cả phần nghe lẫn phần nhìn. Bạn bước lên sân khấu, những cái gì mà cần tỏa, bạn tỏa. Còn những cái gì cần tiết chế, bạn tiết chế hết mực. Nói chung là rất ít người có thể làm được cái điều đấy ở trên sân khấu. Dạ em cảm ơn anh. Tất cả những bạn thí sinh từ đầu đến giờ, những cái lựa chọn của anh đều là theo cái màu sắc của anh hết. Riêng em là người làm anh phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của anh để anh make cái lựa chọn này. Anh nghĩ em xứng đáng được người khác nghe nhiều hơn nữa. Em xứng đáng được nhiều người tôn trọng hơn nữa. Không chỉ những bạn ngồi ở đây ngày hôm nay đang xem truyền hình và ở những cái platform khác nữa. Anh cũng có output global. Có thể để cho em suy nghĩ về cái việc đó giữa anh và Superboy. Em mà về với đội của anh thì không những anh là người phát huy được hết cái khả năng của em, và anh nghĩ em cũng sẽ là một cái gì đó tạo cảm hứng cho anh nữa. Thì anh làm tốt, rất là tốt cái việc của anh. Mà nếu cái việc đó làm cùng với em thì come on. Một lời mời gọi không thể thú vị hơn. Khi mà Binzy là một trong những hitmaker hiện nay, bài nào cũng trending. Tôi cũng là fan của Binzy, tôi nói thẳng. Nghe âm nhạc rất là thu hút, rất là thông minh và nó mang cái tính thời thượng cực kỳ cao. Thế cái tư duy của người đàn ông nó rõ ràng, nó khẳng khái. Hợp lý nha. Ok. Mời Carrick. Em là một người có rất là nhiều chất liệu trong tay, đa dạng, đa màu. Bây giờ cái em thiếu đó là một người để cho phát huy hết tất cả các màu sắc còn lại của em. Và anh nghĩ là anh có thể làm tốt được điều đó hơn tất cả những người ở đây. Đó là lý do mà anh muốn em thuộc về anh. Em xin cảm ơn ạ. Đây là một sự phát wifi từ một cái người mà cũng theo đuổi nhiều thể loại như em. Hai người đàn ông thích chinh phục nhiều nẻo đường. Họ sẽ gặp nhau và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau khi biết là chúng ta sẽ phải đi những con đường đó như thế nào. Mời Wowy. Wowy nghĩ cho tới thời điểm hiện tại thì sự lôi kéo nó là dư thừa. Những cái lời nhận xét nó không có ích gì nữa hết. Bởi vì cái người đàn ông đang đứng ở đây, người đó biết là mình đang làm cái gì. Wowy cũng rất là muốn người đàn ông này ở trong đội hình của mình. Cho dù Ricky Star có về đội của Wowy hay không thì Wowy cũng rất là tôn trọng ý kiến của Ricky Star. Và những điều mà người đàn ông này làm
sẽ rất là tốt cho rap Việt dù ở bất kỳ đội nào đi nữa. Nếu như có nhân vật này thì đội đó giống như là con cọp có thêm hai cái cánh, giống như là con rồng mà nó dài hơn cả chục ngàn mét vậy đó. Yeah. Quyết định ở đây là của người đàn ông đó. Khi mà ban giám khảo ở trên là đã cạn lời như sa mạc rồi. Thưa quý vị, đó là một lời tán tụng đầy sự tôn trọng đến từ một trong những người lão đại trong cái nghề này. Và anh ta cũng là một trong những người mà chiếm trọn tình yêu thương của dân rap với những cái chủ đề mộc mạc đời thường nhất. Đó cũng là một trong những cái người mà tôi nghĩ là bạn cũng đang có cái tư duy giống anh ta, là muốn phát triển những cái điều chỉ có ở Việt Nam. Ricky Star sẽ về với ai? Mời bạn đưa ra quyết định. Và tôi mời bốn vị huấn luyện viên hãy đứng dậy, quay mặt lại. Bạn sẽ gửi nón cũng như sẽ đặt chân mình lên nút đỏ của vị huấn luyện viên mà bạn muốn trở về. Mời Ricky Star. Cho tới thời điểm hiện tại, đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất. Sue mới thấy được cái điều đó của Ricky Star và that's why Sue mới lại đứng lên. Anh nghĩ là anh có thể làm tốt được điều đó hơn tất cả những người ở đây. Riêng em là người làm anh phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của anh. Xin anh nha, mình sẽ làm lịch sử, mình sẽ tạo nên lịch sử ở đây. Yeah, thank you em. Thưa quý vị, đó là Ricky Star và Binzy. À, cảm giác sao, cảm giác sao? Em không thể nào nhìn mặt Binzy nữa. Đừng nhìn mặt nhau nữa, tức quá rồi. Không được gì hết. Mặt ghen. Mà vui nhất là cái nón đầu tiên mà tôi thấy thằng bé nó để lại là của ông Karik nè. Rất Việt 20 giờ thứ bảy trên kênh Vi Giải Trí. Beyond luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Beyond không thể rời mắt